Các bác ở trong khu vực miền Nam có hỏi em là cách treo khuyến thư như thế nào thì thực ra nó cũng đơn giản thôi các bác ạ. Mà các bác nếu đặt hàng ở những cái cơ sở ở gần chỗ bác ấy, thì các bác có thể nhờ người ta lắp luôn, hoặc là đặt ở cơ sở bên em thì bên em sẽ giao hàng tận nơi và lắp đặt cho các bác luôn nhá. Sau đây là cái quá trình lắp khuyến thư của nhà em. Thì khi lắp cái hàng khuyến thư này em có một số lưu ý cho các bác, thì các bác tham khảo. Thì tùy theo sở thích của các bác thì hàng khuyến thư này các bác có thể lắp ngả, lắp nghiêng xuống phần bên dưới khoảng 30 độ hoặc là 45 độ gì đó tùy theo ý thích của các bác, hoặc là các bác có thể treo vuông góc với bức tường, thì đấy là theo tâm thế của các bác. Nhưng mà thường thường với nhà em thì em sẽ tư vấn cho các bác khách là treo với khoảng góc là 30 độ các bác nhé. Và một số các loại đinh vít thì em đã bắn sẵn thử ở nhà rồi, tại vì nền nhà của bác ở đây là nền nhà đất nên là không có chỗ nào kê để bắn vít nên là em đã bắn sẵn ở nhà. Và sau đây là cái quy trình lắp. Em có thêm một cái số lưu ý nhỏ cho các bác ấy, là khi lắp bộ khuyến thư này thì bác cần những cái người thợ phải đo đạc kỹ càng trước để lắp đặt các bác nhá. Tại vì nó sẽ cân chỉnh phù hợp với mắt của người nhìn, và khi lắp đặt các bác chủ nhà hãy đứng xa xa ra một tí để quan sát làm sao cho nó tổng thể để anh em bên trên lắp đặt cho nó dễ dàng các bác nhá. Đây là một số lưu ý của em thôi. Và sau đây là cái quy trình lắp đặt bộ khuyến thư câu đối mạ vàng của nhà em.